Dừng bước sớm tại vòng bảng U23 châu Á 2020, Việt Nam đã không vượt được qua mục tiêu giành vé đi tiếp. Chưa nói đến tham vọng sẽ góp mặt ở Olympic Tokyo như huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt ra trước giải. Quan trọng hơn, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chưa thể hoàn thành lời hứa danh dự sẽ đưa bóng đá Việt Nam giữ thế vận hội trong ngày ra mắt người hâm mộ vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, cổ động viên vẫn dành cho thầy trò tướng Park với những lời động viên khi U23 Việt Nam đã trở về nước. Điều này đã cho thấy một bộ phận người hâm mộ thấu hiểu đối với hành trình chông gai và đầy thử thách mà đoàn quân của thầy Park phải đối mặt tại giải U23 châu Á năm nay. Tuy nhiên, hơn ai hết, huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để lo lắng về lực lượng hậu bị cho tuyển quốc gia sau này. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng không quá nếu nói lực lượng U23 Việt Nam năm nay chưa thể sánh bằng đội hình tại Thường Châu năm 2018. Dĩ nhiên, vị thế á quân U23 châu Á đã mang đến cho Quang Hải và đồng đội nhiều thử thách và cơ hội. Thực tế đã chứng tỏ, dòng vàng 2020 không vượt qua được chông gai cũng như thất bại trong nỗ lực vượt lên chính mình. Chúng ta chẳng thể trách huấn luyện viên Park Hang-seo bởi một vị tướng giỏi, nhưng vẫn cần có một lực lượng đủ khả năng để thực thi những ý đồ chiến thuật. Chính xác hơn, không có một tướng Park chẳng thể nào gột nên hồ. Năm nay, U23 Việt Nam đã không giới thiệu một gương mặt nào mới và đầy triển vọng. Đó là chưa kể những cựu binh Quang Hải, Đình Trọng, Đức Trình, Bùi Tiến Dũng thi đấu dưới sức so với năm 2018. Đây mới chính là điều đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam. Tại Thường Châu cách đây 2 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Phong Hùng Duy mang đến một sức sống cho đội nhà. Khi mà bộ khung của U23 Việt Nam được vận hành một cách trơn tru bởi các cầu thủ đã đá với nhau từ rất lâu như Văn Thành, Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn, thì các cầu thủ có tính đột biến cao như Quang Hải hay Công Phượng mới chơi một cách thăng hoa và thỏa sức sáng tạo. Ta còn nhớ ở thời điểm đó, Quang Hải đã nổi lên như một hiện tượng khi cầu thủ sinh năm 97 liên tục có những tình huống quấy phá, những pha bóng tinh tế cùng với những cú sút thành bàn đẳng cấp. Để thỏa sức sáng tạo, anh đã được sự hậu thuẫn rất tốt từ máy quét Đức Huy cũng như khả năng cầm nhịp của Xuân Trường. Đồng thời, hai cầu thủ nhanh nhạy và tinh quái là Nguyễn Phong Hùng Duy và Phan Văn Đức liên tục chia lửa cùng với Quang Hải để hàng công Việt Nam gây ra rất nhiều đột biến cho các đối thủ. Tại Thái Lan năm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng vào Việt Anh, Thanh Sơn, Đức Chiến, nhưng tất cả đều mang đến một sự thất vọng. Cặp đôi Đức Chiến Hoàng Đức hay Thanh Sơn Đức Chiến hoặc là Hoàng Đức Quang Hải không thể so với bộ đôi Đức Huy hay Xuân Trường năm 2018. Để nói về chất thép ở tuyến giữa thì Đức Chiến vẫn chưa thể nào bì được với Đức Huy. Hoàng Đức thì vẫn có một cái gì đó mềm mại của một nghệ sĩ, tuy nhiên khả năng phân phối bóng thì chưa thật sự ấn tượng. Thật không khó để so sánh Hoàng Đức 2020 với Văn Đức 2018, ai hay hơn ai. Nhưng rõ ràng, ở Hoàng Đức vẫn thiếu đi một chút gai góc và tinh quái trong những lần chạm bóng, cùng với đó là sự hiệu quả trong những tình huống dứt điểm. Hàng thủ U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay cũng đã bị đánh giá là thiếu ổn định so với 2 năm về trước, khi mà tại Thường Châu, dù bất kỳ vị trí nào thay đổi thì riêng vị trí ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng là bất biến, tạo nên một sự ăn ý trong các pha phối hợp, bóc lót và đọc tình huống hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi đó, hai cánh của Việt Nam thời điểm đó là Văn Thành và Văn Hậu lại rất hiệu quả trong khâu phòng ngự lẫn tấn công. Năm nay, dù vẫn sở hữu những cặp trung vệ chất lượng như Thành Trung, Tấn Sinh, Việt Anh hay Ngọc Bảo, nhưng sự kết dính của các cầu thủ lại chưa cao và việc luân phiên thay đổi vị trí trung vệ để tìm ra bộ ba phù hợp nhất đã vô tình tạo cho các cầu thủ một sự lạ lẫm, phối hợp không ăn ý và tạo ra rất nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự vốn được xem là điểm mạnh của thầy Park. Hai năm trước, huấn luyện viên Park Hang-seo trình làng thế hệ tài năng đầy triển vọng như Quang Hải, Đinh Trọng, Văn Hậu, Phạm Văn Đức, Lương Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn hay Công Phượng. Sau đó cất cánh và trở thành nhân tố trụ cột giúp cho bóng đá Việt Nam làm mưa làm gió, đánh đông dẹp tây. Năm 2020, U23 Việt Nam không chỉ bại trận mà còn cho thấy khoảng trống đáng sợ ở lực lượng thừa kế cho đội tuyển quốc gia. Đó chỉ là báo hiệu hành trình rông bão cho nhiệm kỳ 2 của phù thủy Park Hang-seo. Nhưng chúng ta vẫn cần phải lạc quan, vì dù thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay thì đó cũng chính là cú ngã cần thiết để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội nhìn lại bản thân, nhìn lại và noi gương những đàn anh đi trước, những người được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, từ đó chui rèn bản thân, tích cực rèn luyện để khẳng định mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Nên nhớ rằng, những quốc gia có nền bóng đá mạnh như phương Tây, họ luôn có những lứa cầu thủ trẻ chất lượng là nòng cốt tương lai cho đội tuyển quốc gia của họ. Cũng mong rằng nền bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn, chuyên nghiệp hơn để luôn sản sinh ra những lứa cầu thủ chất lượng làm nền móng để xây dựng nên chiến tích vang dội của đội tuyển quốc gia chúng ta.